Hey, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube channel Mr. Matthewson. Chúng mình đã bắt đầu bài thông bài English for Cashier. Cứ phía sau anh lấy xin rạp nẹ kết lời, ok? Xin rạp nẹ đại thuốc ca nơi hôm nay càng kết lời chẳng là cashier, ok? Cứ nẹ kết lời, cứ có nẹ kẹt nền đấy chẳng tầy. Tạc cảm ơn các bạn đã giúp cho bạn đọc này. Ok, tìm mối cứ phía tha cashier cứ nhận kết lời, ok. Chẳng nơi cứ nong ở video bây giờ mình pi về là ní xong phải hay là ta part one là học nên thử tại mười vía hơi tình tình việc học nên ở chậm, ok. Đồng bài chú ý cài kết lời bằng nét càng ta smooth càng ta rồi luôn, ok. Lấy một người chọc đam từ hôm nay cashier nắng anh ấy cứ chỉ video này thì mối nên học nên thử đặt khác trên trên một hai việc nắng đồng bài chú ý nên học nía để đọc nia anh như sao để bạn đọc cái cách luôn thành cái điểm xét về đại nét đọc này chụp cho mình nó hiểu ok việc thì mỗi cứ cash cash mới thành sạch phải được cái lời sọt chẳng hiểu vì chẳng còn trải tam cash rồi có credit card ok bị cho nên cứ bị credit card mà ok bị credit card cứ lối đại miền này không còn từ này kia mới thành không credit card mà còn nữa chụp nhiều lá còn pay tam cash tam lời sọt nhiều lá còn pay tam credit card ok credit card vị thứ ba cứ bị item item cứ bị mốc tầm này item now you have three items ok nè nè ban tính you ok now you have three items then nè nè miền mốc tầm này chấm nón bởi product hoặc là phẩm what kind of product are you looking for nè các phong tài ra mơ về phẩm này kia này đặt tên về phẩm này kia ok which is bold ai mà chơi như vậy. Ok, tiếp theo cứ bị calculator, cứ mà xin cách lấy. Sorry, let me use my calculator to calculate the total. Nó xong tôi nhìn xong pra mà xin cách lấy ông tích, là bây giờ cách bị tài lấy sở đọc này và này chẳng hạn. Bị tiếp theo mới cứ cash till. Cash till cứ lại cách lời, nhiều phát phản vinh. Sorry, where's your cash till? Rồi where's your cash, cash counter? Chẳng hạn cách lại cách lời này, cash till. Be welcome desk. Welcome desk nên cái lại tụi phiêu thông đá welcome desk mình cái lại nhà cái ta phim mình cái lại xuống phòng mình để chẳng nên cái ta welcome desk tìm bài cứ playground hàng class quạt thông quạt mình cái lại lên cái la rồi quạt mình cái lại không may hợp lên chẳng nên cái ta playground chẳng phiêu cái lại xuống thằng sorry do you have a playground here chẳng cái xuống chẳng thằng mình cái lại lên lấy lên cầm sàn à, xong tôi hỏi lên là ngô mình lấy chứ, xong tôi nói cứ lấy lên cầm sàn, ok, ok, tiếp bấm buồn cứ entrance, bị thật entrance, cái nó cứ chọn chỗ, nhiều lắm, so oh where's your entrance, quan điểm đại chỗ chẳng chọn chọn về chẳng, đưa cô where's the comfortable entrance chọn chỗ đưa cô play chỗ, exit, play chơi đưa cô chọn chọn, ok, exit nè đó ni ai an ta mà về nhầm an ta ok exit product warranty hàng kia product របស់ quát ai bán mà quát cứ mean warranty chứ khi ai xua tha do you have a product warranty yes we do we have 2 years warranty với sân này dương nguyên pi cái tên này pi năm yeah we have two years warranty chẳng hạn bao nhiêu mình cái tên này từ lâu phải là tập hợp pi năm được rồi no we don't have any warranty cái này phải quan mình tới giờ mình tên này ai tê department nâng là department chỉ tụi tới thông đá dân tay bỏ về tháng ơ tè được gọi chân mình tới nó khang lũ đấu dân phở thà bị tập này ok we have food department we have drink department we have clothes department ok mình lũ tam này mùi mùi ok tỏ tí đọc bay cực bị scan dân mình cho lấy cầu thông đá dân môn kết lối dân dồi bản thân scan xin. Okay. Sorry sir, please wait. I'm scanning your product. Template, yung pong pichole code, lata palwa log, okay? Change, loy up. Be change, ki loy up. Okay, here's your change. Need loy up bong log, okay? Here's your $1 change. Need loy up bong log. Received the tool, okay? Receive the tool. Ok, thông bản áp đẹp hiệu hợp lươi máu, nó mới gọi mọi người chờ lắm như thế này như thế. Ok, tôi được bóng đáp đồ la, tôi được bóng một phẩy đồ la, chẳng thử ấy. Nâng này, chẳng như ai gì bán thả. Ok, $10 received,
$50 received, $100 received, and here's $50 change. Okay, $100 received. Chấp nhiều thả o thì tôi lưu vào rồi là hết. Hai biểu tiết cứ bị refund mới tha xong rồi giờ lưu về. Ok, bị refund mới tha đôi giờ lưu về. Chẳng khi ông khác có chọn đôi lưu về. Hey, sorry, I would like to do a refund. Tại hàng khác cái refund bán hàng khác refund đặt bàn này. Chẳng bị refund nó cứ cái nắp nhiều bị gì tha refund cái chọn xong đôi giờ lưu về. Ok. Ok, việc thì đồng bớt cái shopping bag. Hàng tư tư là lỡ ở sơ ao ấy thông đại bản free ấy. Chính khi ai xuống how much is your shopping bag? Rất gọi như ai vậy gặp như I'm sorry, we don't have a free shopping bag for you. Ok, shopping bag cứ thông đại bản. Ok, Promotion cả lụa lụa không đồng lại bức xe. Hey sir, would you like to buy a promotion air, I mean hey sir, if you'd like to buy a promotion product, he is your good chance to buy a good price. Okay? Tại vì em thích discount promotion the clear đây rồi điện clear đây. Chứ ngờ this product is on discount 10% 20% đặc biệt rồi phải biết rồi. Chứ ngờ the total is $100. Okay, chẳng lúc miền một tầm nến chùm ngôn pram hai đồng lãi sẽ rắp cứ mở đồ làm. Okay, the total is $100. Okay, chẳng nhìn thấy okay, đồng lãi sẽ rắp cứ mở đồ làm. Okay, con mình test rồi này tỏ khí sẽ rắp cả tạm đàn, tù sân nà nâng riêng về riêng bì YouTube channel Mr. Matchusen. Con mình test rồi này tỏ khí subscribe YouTube channel Mr. Matchusen này mới phóng. Bây giờ tôi mang video thử mấy bằng thêm tiền. Con chụp khí nằm về riêng các bye.